Trong khi cái tên bạn có album nó trâu vải chưởng, bảo lên đau tri hồn, mà nó lên sông đa bảo táp. Nếu là tôi xóa ngay từ lâu rồi. Tôi đề nghị bạn này xuống ranh bạch kim cho là hợp lý đó. Chấp cả hết map luôn á. Mặc dù là vậy, thằng này cũng khá thông minh. Mọi người có ý kiến gì không? Thông minh các cục kít á. Tao cấm trái mày rồi. Thôi được rồi, cho hắn 4 phiếu đi.